chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay bên Tuyền phải nói là về ngập tràn xe hot các anh chị nha. Hôm qua thì về thì một chiếc Toyota Innova phiên bản Venturer đời 2023 mới đi có 1.000 km thôi. Chiếc này thì bên Tuyền đang bán với giá là 876 triệu các anh chị ha. Rồi về thêm Hyundai Kona nữa nè. Chiếc này bản 1.6 turbo đời 2021 các anh chị đi mới có 29.000 thôi. Bên Tuyền thì đang bán em này với giá là 616 triệu ha. Kona hôm trước là Tuyền về rất nhiều xe nhận cọc hết rồi. Hôm nay mới vừa về được một chiếc này, các anh chị nào mình ưng thì chốt sớm nha. Đặc biệt là màu trắng nữa các anh chị, một cái màu mà khá là hot nha. Rồi thêm một siêu phẩm nữa các anh chị nha. Toyota Fortuner phiên bản Legender nè, máy dầu 2.8 các anh chị nha. Hai cầu số tự động đời 2021. Em này thì đi mới có khoảng hình như 20.000 thôi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 1.139.000.000 các anh chị ha. Rồi anh chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ đi gia đình rộng rãi nè, nhiều option, chốt ngay em này ghi các anh chị nha. Dự kiến em này sẽ bán rất là nhanh. Thì bên cạnh Tuyền đây là Hyundai Santa Fe, máy xăng bản premium bản cao cấp nhất đời 2020 nha. Đi mới có 51.000 km thôi. Chiếc này bên Tuyền đang bán với giá là 879 triệu các anh chị ha. Bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước. Rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nhé. Em này thì nước sơn màu trắng các anh chị, khá là hot nha. Santa Fe máy xăng mà lại còn màu trắng nữa, phải nói là cực hot nha. Và dự kiến em này sẽ bán rất nhanh các anh chị ha. Đấy, em này đời cao còn hỗ trợ trả góp lên tới 70%. Nếu mà các anh chị cần quan tâm chi tiết hơn về thủ tục trả góp á, như là hàng tháng đóng bao nhiêu, lãi suất như thế nào nè, hoặc là những khu vực nào thì có thể hỗ trợ trả góp được thì liên hệ Tuyền đi. Tuyền sẽ tính toán và tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn. Bây giờ Tuyền sẽ đi vào chi tiết chiếc xe này. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới những chiếc xe vừa rồi thì liên hệ Tuyền, Tuyền sẽ gửi video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Em này biển 60 các anh chị, Đồng Nai nha, 93043 ha. Các anh chị nào mình ở khu vực tỉnh khác thì bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, nên là các anh chị nhà mình yên tâm đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền các anh chị. Nắp capo thì thấy không có trầy xước nha. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì cái việc mà trầy xước ở một vài chỗ hay là giảm tốt ở một vài chỗ không là vấn đề gì hết nha. Có cảm biến trước sau cam lùi cốp điện các anh chị. Đèn là đèn led hết các anh chị ha. Mica đèn còn rất là trong á, những bối nối cản còn rất là khít liền, là hạt đồng màu nhé. Lớp độ gai gió thì thấy cũng khá sâu nha, những cái gai li ti vẫn còn nè. Mâm là không có một vết trầy xước nào hết các anh chị, rất là kỹ nha. 2020 tới nay á, đăng kiểm thì còn tới tháng 8 năm 2023 các anh chị. Có dán phim nè, tay nắm cửa thì mạ rơm, có nút mở cửa một chạm ha, có chén cửa có lên cho mình bệ bước luôn rồi. Nhìn sơ giúp Tuyền một vòng keo chỉ cửa nhé. Đấy, xe lướt thì Tuyền sẽ bỏ qua cái phần kiểm tra keo chỉ ha. Còn xe này đời 2020 cũng là đời cao, nhưng Tuyền sẽ kiểm tra chi tiết cho các anh chị nhà mình xem luôn. Tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị xe không đâm đụng, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Ốc chân cửa phía trước, phía sau nguyên zin nha. Và ngoài ra khi bán xe ra thì bên Tuyền còn bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số nữa các anh chị ha. Bên hông không trầy xước mấp méo, mica đèn còn rất đẹp nè các anh chị. Đấy, rồi phía sau các anh chị ha. Phía sau thì thấy có cam lùi và đã có cảm biến lùi, 4 mắt cảm biến lùi nha. Bản premium là bản cao cấp nhất các anh chị. Nhìn sơ phần gầm giúp Tuyền luôn ha. Đấy, xe bên Tuyền thì nói không với xe lỗi, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Đẹp lắm, hôm trước các anh chị nào mà có liên hệ Tuyền để tìm cho mình một chiếc Santa Fe thì chốt ngay em này nha. Xe của mình thì cấp điện các anh chị ha, cấp điện. Hàng ghế thứ ba thì đã gập xuống rồi, hầu như anh chủ rất ít khi xài hàng ghế thứ ba nên gập phẳng xuống như thế này ha, để mình để được một khoảng để đồ rất là lớn nè các anh chị. Đấy, đó, anh chủ còn trải cho mình tấm thảm phía trên để bảo vệ những cái phần nỉ bên dưới ha. Những cái bệ tì tai học để ly là không trầy xước nha. Từng hàng ghế thì đều có học gió làm mát cho mình và có thể điều chỉnh được các anh chị. Bên này ha, đấy. Rồi, có cổng sạc 12V ở phía sau luôn. Đây, con đội tay quay đồ nghề còn khá là đầy đủ các anh chị ha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần nội thất. Ghế thì ghế da các anh chị. Đấy, nguyên zin sàn simili, trần thì trần nguyên bản, có cửa sổ trời toàn cảnh này. Ghế lái, ghế phụ đều chỉnh điện hết các anh chị nha. Ở đây thì có nhớ ghế hai vị trí nè. Rồi, ốp cho mình những cái vân giả gỗ như thế này rất là sang trọng ha. Bệ tì tai nè các anh chị. Đấy,
còn mới nguyên à. Bên này thì có cảnh báo điểm mù nè, cân bằng điện tử ha, khóa cầu này, mở cốp đó anh chị. Vô lăng nha. Vô lăng ở đây là bọc da không trầy xước, cũng không hao mòn nhiều các anh chị. Có đàm thoại rảnh tay nha, ru control lẫy chuyển số trên vô lăng ha. Em này là full lịch sử hãng, anh chủ rất kỹ các anh chị ha. Anh chủ là chỉ đi bảo dưỡng hãng thôi, không có bảo dưỡng bên ngoài. Xe này là đi 51.376 km chuẩn các anh chị ha. Trên này thì có màn hình HUD hiển thị trên kính lái nè. Rồi táp lô là không trầy xước nha, táp lô may da các anh chị. Nhìn rất là sang luôn á. Trên này thì có cam hành trình anh chủ nhà mình lắp thêm ha. Nếu mà anh chủ không lấy lại thì tiền sẽ để lại cho các anh chị nhé. Màn hình là màn hình zin theo xe vàng lạnh hai vùng các anh chị. Những nút bấm là không mờ chữ mất số luôn các anh chị ha. Có sạc không dây cho mình nè. Cần số còn rất mới các anh chị. Phanh tay điện tử remote là 4 chế độ nha. Hỗ trợ đổ đều, auto hold. Rồi này là tắt mở cảm biến ha. Đây, chìa khóa của Santa Fe các anh chị. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiền sẽ mở thử cho các anh chị nhà mình xem cái phần cửa sổ trời nhé. Cửa sổ trời một chạm các anh chị còn hoạt động rất là tốt ha. Đấy, Santa Fe máy xăng thường thường mấy chiếc mà giá mềm mềm như thế này thì bên Tuyền về bán rất là nhanh nha. Các anh chị nào mình ưng thì nhanh tay liên hệ Tuyền để chốt sớm nè. Hôm trước thì Tuyền có về chiếc màu đỏ đời 2018 máy xăng bản full. Xe đó về cái là nhận cọc rất là nhanh chóng luôn á. Nếu mà các anh chị nào mình mua hộp chiếc đó thì nhanh tay liên hệ Tuyền chốt ngay em này nha. Em này thì form mới hơn các anh chị ha. Form mới hơn. Đây, lại còn màu trắng nữa, dễ xài nha. Mấy hôm nay về nhiều xe lắm á các anh chị, mà nhiều khi không có thời gian để mà lên hết. Nên là các chị nhà mình mà muốn mua một chiếc xe như thế nào thì cứ gọi Tuyền để Tuyền tư vấn cho. Rồi, nắp capo có T-Bend trợ lực ha, ốc á keo chỉ là nguyên zin. Đấy, nói chung bên Tuyền không kinh doanh xe lỗi, các chị nhà mình yên tâm ha. Ốc á nè, sơn phết nè, nguyên zin, tem mát từ nhà máy vẫn còn nha. Mấy cái này thì đã được mấy anh kỹ thuật bên Tuyền kiểm tra rất là kỹ rồi thì mới mang xe về để phục vụ cho các anh chị ha. Những chiếc xe có mặt tại Phát Ca là những chiếc xe phải đạt chuẩn thì mới mang về để phục vụ cho các anh chị. Nên các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi tiên nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị nha. Hyundai Santa Fe máy xăng bản premium, bản cao cấp nhất đời 2020, đi 51.000 km rồi. Bên Tiền đang bán em này với giá là 879 triệu các anh chị nha. Giá đây Tiền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nè. Các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ Tiền qua số điện thoại bên dưới nha. Còn cần tư vấn chi tiết hơn về những thủ tục rút hồ sơ, thủ tục sang tên hay là thủ tục mua xe online và giao xe tận nhà của bên Tiền thì liên hệ Tiền đi, Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Các anh chị nào mình ở khu vực tỉnh xa thích chiếc này mà chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì nên chuyển khoản đặt cọc trước để giữ xe, rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe đúng với những gì bên Tiền làm cam kết hoặc đúng với những gì bên Tiền làm video thì các anh chị mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại nha. Còn trường hợp khi đi test hãng đấy là có đâm đụng, có ngập nước, có đại tu động cơ và hộp số thì bên Tuyền sẽ hoàn cập cho các anh chị 100% và chịu luôn những chi phí test hạn đó nha. Rồi và hiện tại á, 7 chỗ bên Tuyền còn nhiều xe lắm. Có Innova, có Fortuner, rồi có Sedona, Sorento Tuyền cũng có ha. Giá mềm mềm thì có Xpander nè, rồi còn XL7, Trailblazer Tuyền cũng có luôn. Nên các anh chị nhà mình mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào thì cứ liên hệ Tuyền, Tuyền sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể ở lại bên kênh của Tiền, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.